Tại có anh Dũng thì ít nhiều gì em hát không được, mà miễn sao em nghe anh Dũng hát là em thích rồi. Thì ẩm ừ rồi. Thì anh chỉ chọn chị Dạ hả? Anh chọn chị Dạ. Em chọn anh. Em muốn chọn đội chị Sam. Chọn ai? Con phải chọn đội chị Sam. Đội chị Sam thì về đội chị Sam đi. Rồi về dẫn luôn, cái chị Sam dẫn cặp. Nhưng mà em ngày hôm nay là mình tham gia chương trình về âm nhạc. Nhưng mà chương trình đội Lộc thì Lộc mình đồng ý ngay hay sao? Dạ không, tại có anh Dũng em mới đồng ý. Dạ, tại có anh Dũng thì ít nhiều gì em hát không được, mà miễn sao em nghe anh Dũng hát là em thích rồi. Nói chung là ở nhà cũng về chuyện bé nó khéo ăn khéo nói lắm vậy. Dạ. Vậy em tới với chương trình hôm nay là vì trai thôi hả? Dạ. Tại vì anh Dũng thích hát mà em thì khoái nghe. Dạ, em tham gia chương trình này rồi vì anh Dũng thôi. Chứ không phải vì chương trình nha mọi người. Vì chương trình không phải vì chúng ta. Bé nó khen em quá mà em nói bé vậy. Dũng đi đâu là Lộc đi theo đó. Hồi nữa Dũng ra ngoài kia nghỉ ngơi nó ra luôn, không thèm quay nữa. Ngày hôm nay thì chúng ta đã có 4 khách mời rồi, nhưng mà nhiệm vụ quan trọng đầu tiên á, đó chính là chúng ta phải lựa chọn đội trưởng mà mình muốn về. Dạ. Tuy là Lộc với lại Dũng là đến với nhau, nhưng mà chưa chắc là chúng ta sẽ ở chung một đội với nhau. Ý là đến với chương trình chung với nhau. Dạ. Em tưởng chị nói gì? Tưởng đến với nhau đêm này. Mấy em này nghĩ cái gì á, chị đâu có ý đó đâu. Em nghĩ cái sốc hơn cho Lộc là Lộc đến đây vì muốn nghe anh Dũng hát bolero, mà trong chương trình Dũng không hát, Lộc mới quê. Có nha anh, nếu mà chương trình không có cái bài nào bolero tiếng Anh cũng gài anh hát cho em nghe nha. Gài á, cái này chị để chương trình chứ sao anh gài ta, mốt sao ta mời anh được nữa. Không sao đâu, để mời có mỗi người có một lần à. Thôi mình vô nhà vợ chồng vậy nhau đi. Trời ơi, ai muốn chọn thì chọn đi. Ủa mình lừa đi mọi người. Thôi đầu tiên là Dũng đi. Em trước hả? Thì tại vì thật sự thì nếu mà chọn đội thì từ xưa tới giờ em luôn sống theo cái số với lại cái định mệnh của mình. Dạ. Em nghĩ thì em đang đứng bên hướng của Quang Trung, thì cho nên là chắc chắn em sẽ chọn chị Dạ đi. Chị Dạ đi. Hả? Tại vì biết sao không? Không phải, tại vì Trung, anh không phải, anh ghét em Trung. Dạ, mà anh thù em cái chuyện gì đúng không? Không, nếu anh ghét em thì anh biết em tham gia đội trưởng chương trình này, anh tới làm chi? Anh tới tham gia đội kia. Không phải, ý anh nói cái định mệnh này là anh nhường Lộc cho em. Tại sao? Tại vì dù gì là em với Lộc cũng đã từng học chung lớp. Anh với em cũng từng thi chung một cuộc thi mà. Rồi, nhưng mà bạn bè chung lớp với nhau anh nhường lại cho em là được rồi, đúng không? Dạ. Hai đứa đâu có được chung đội đâu. Nhưng mà anh nhường mà Lộc không chọn nữa. Ủa nhưng mà anh nhường mà Lộc có chịu đâu? Bây giờ em sao nè? Ẩm ừ rồi. Thì anh chỉ chọn chị Dạ hả? Anh chọn chị Dạ. Em chọn anh. Hai anh em về góc đó chơi. Thích dữ vậy trời. Em để dành cái câu này mai mốt mình tham gia cái chương trình làm về thả thính đó, hiểu không? Mình nó ăn hơn nha. Hai anh em còn không chọn nhau ra một góc đó chơi ha. Thôi bây giờ hai anh bên kia, hai anh chọn trước đi. Tới bắt ăn cơm chó. Hai anh chọn trước đi, suy nghĩ à. Tới cái no ngang luôn à. Thôi cô đi, mình chọn trước đi, gia đình bên đây lựa chọn lâu quá. Thôi em chọn hả? Anh chọn với đi. Người lớn tuổi thì chọn trước đi. Cái không á. Mình đẹp lắm, bỏ cái tay xuống coi. Em muốn chọn đội chị Sam. Chọn ai? Con đi chọn đội chị Sam. Đội chị Sam đi, về đội chị Sam đi. Rồi về dẫn luôn, với chị Sam. Vô đội chị Sam là bị Sam giống chị Sam. Đội của chị là chưa. Nếu như Quang Trung hát nhạc ballad thì chị Sam hát nhạc ba Sam. Trời đâu mà. Vậy quá à. Bé đang tin tưởng cái giọng hát của em. Thôi em nghĩ là hôm nay em sẽ phá vớp cho chị Dạ. Chị cười thôi. Phá vớp. Con bé dùng cái chữ phá vớp là sao? Không, tại vì nãy giờ từ lúc em bước lên sân khấu tới giờ chị lúc nào chị cũng nói là lúc nào chị cũng thua hết em ơi. Đúng không? Thực ra chị nói vậy thôi chứ chị có thắng. Chị khiêm tốn thôi. Do thủ đoạn đó. Vậy hả? Thì em cũng cảm thấy là mình cũng hơi thủ đoạn một tí. Cho nên em nghĩ là em với chị mà hợp lại thì nó sẽ như hổ một thêm cánh. Chúng ta sẽ tiêu diệt hết tất cả những ai ngán đường mình. Trời ơi, nói vậy mà cuối chương trình, nói vậy mà cuối chương trình thua mới nhục nha. Cắt khúc này đi à, cắt khúc này. Tự nhiên chị nghe em giới thiệu về em cái chị muốn đặt tên nhóm là thủ đoạn ghê.